Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục với cái demo của bài vừa rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo những cái value hép hay còn gọi là sợi hép một cách thủ công. Thì để làm được điều này, chúng ta sẽ sử dụng một cái sự kiện gọi là add selection screen on value hép, value request for, và tên của cái parameter mà chúng ta cần thực hiện tạo cái value hép. Thì đây chúng ta đã có một row RAM đã được copy sẵn từ cái row RAM lần trước của phần trước. Thì về những nội dung mà chúng ta sẽ đi qua, thứ nhất là tìm hiểu về cách tạo cái value hép cho cái local path là cái field này. Thì cái value hép này mục tiêu chỉ là mở ra một cái open dialog để mình chọn file, chọn được cái file xong thì mình sẽ hiện cái đường dẫn file vào trong cái ô ppath. Còn cái thứ hai là chúng ta sẽ thử tạo một cái list value để có thể chọn cái này á, thì chúng ta sẽ dùng một cái program khác. Và những cái program này á, thì hiện tại đều đã có những cái sợi ở đây hết rồi, chúng ta không cần làm cái này, chúng ta sẽ sử dụng một cái demo khác. Và cái này thì chúng ta tìm hiểu cho biết thôi, chứ còn nếu mà sử dụng thì nên hạn chế. Chúng ta nên tập sử dụng cái object sort hép ở trong HTML11 cộng với data element để tạo ra một cái value hép, hơn là sử dụng cái cách thủ công là tự select data rồi đưa vào trong cái list để chọn ra dữ liệu. Thì thế nữa tới demo chúng ta sẽ tự tìm hiểu cái cách thủ công làm như thế nào. Rồi, ở đây chúng ta chưa có cái sự kiện nữa. Thì về cái thứ tự của những event á, thì mọi người có thể để lẫn lộn cũng không sao, nó tự nhận biết cái event nào là cái gì. Ta tạo cho cái field tên là ppath, bởi vì ở cái chỗ sau chữ for này chúng ta phải dùng chữ field ppath. Rồi. Cái mục tiêu của cái value hép này là hiển thị cái hộp mở file, một cái cửa sổ mở file. Open. Open. File. Dialog. Trước khi tạo cái subroutine, chúng ta sẽ copy cái text. Thì có nhiều cách để tạo ra một cái open file dialog, tại vì nó cũng có nhiều cái dạng dialog khác nhau. Tuy nhiên cái loại phổ biến nhất là sử dụng một cái class. Ở đây hơi sai chính tả tí, sửa lại. Dialog. Cái cách phổ biến nhất là sử dụng một cái class tên là CL Frontend, không nhớ rõ cái tên đó. Thì trong những trường hợp mà không nhớ tên như vậy thì cách nhanh nhất là search Google. Frontend Service. Nó có một cái class là Frontend Service, là the GUI Frontend Service. Đó. Đây có cái sub hép cho nó luôn nhé. Khi mọi người không nhớ cái này, mọi người có thể search Google thử. Đây, tên cái class là Frontend Service. Để gọi một cái method của cái class á, thì đây là một cái method dạng static, là không cần phải tạo object. Này là làm OOP sẽ biết rõ. Ta dùng dấu bằng như dấu lớn hơn. Tên của nó là file open dialog. Đừng còn control space, bấm enter để cho nó hiện ra cái code snipping, có nghĩa là cái tự động tạo ra cái code sẵn để cho mình có thể sử dụng luôn. Thì thực ra ở trong phần bài tập của
ở trong phần bài tập của phần modularization của bạn phần trước đó, chúng ta có thể đã từng sử dụng một cái function module để tạo cái open file dialog. Thì bài này chúng ta cũng sử dụng một cái class method, nhưng mà cái mặc dù chúng ta sử dụng một class method nhưng mà cái cấu trúc nó cũng tương tự thôi, chứ nó cũng không khác lắm. Chúng ta sẽ tạo một cái local table tên là file table để đón dữ liệu ra. Đây, bỏ vào đây, ta một cái tạo một cái biến kêu in. Đón là cái này là kiểu in thôi, nhưng mà chúng ta nên double click vô để coi cái kiểu dữ liệu chính xác. Đón là khi cũng không chính xác đó. Đây, kiểu y đúng. Rồi, cái RC này là để làm gì? RC này mục đích là để kiểm tra xem coi cái sự kiện mà user click phải là bấm nút OK không hay là bấm nút cancel. Nếu bấm nút cancel thì chúng ta không cần phải lấy dữ liệu ra. Ta bung cái exception ra để nếu có lỗi thì nó sẽ tự sửa cái CRC xuất lỗi. Những cái này thì nó hơi advanced, bây giờ chúng ta sẽ không cần. Nè, nó có giải thích ở đây luôn. RC này sẽ trả dịch -1 nếu có cái lỗi gì xảy ra. Rồi, phần exporting thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái window title các thứ nếu muốn. Ngoài ra nó còn có cái default extension, default file name. Mọi người nếu muốn thì có thể sử dụng. Đây, chúng ta không có mục tiêu sử dụng những cái này. Đây, ví dụ chúng ta sẽ dùng thế này nhé. String schedule file. Dự kiến ta sẽ có cái tên cửa sổ là như vậy. Rồi, vậy nếu xử lý thành công thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu mà cái xử lý thành công, chúng ta sẽ lấy data và gán ngược lại vô cái bpath. Để lấy data thì chúng ta có thể sử dụng cái cú pháp read table. Index 1, tại vì chúng ta mục tiêu thì chỉ lấy một file thôi. Chúng ta cũng không có bật cái tính năng là chọn nhiều file. Nếu đọc OK, chúng ta có được cái data của load file, chúng ta sẽ gán vào cái bpath. File table nó không có cái dấu gạch giữa. Đây là một cái kiểu sai kiểu dữ liệu này. Cái file table có cái gạch giữa, nó là cái work area, trong khi cái file table không có gạch giữa mới là cái internal table. Rồi. Lý do mà anh nhận biết được cái lỗi này là khi mà anh còn đang space ở nha, dấu gạch này nó không tìm thấy cái field. Nó không nhận ra được cái field, có nghĩa là có cái gì đó sai ở cái cấu trúc của cái internal table, khiến cho nó không hiểu được.
cái field của cái work area này nên có những cái field nào không hiểu được. Thì lúc đó chúng ta nên kiểm tra lại cái internal table xem có kiểu dữ liệu chính xác hay không, và rõ ràng khi chúng ta double click vô nó nhìn thấy là structure chứ không phải là một cái table type. Và khi chúng ta bung cái open dialog này ra, chúng ta tìm thấy cái tên cái table type là cái tên khác, nó không có dấu gạch. Rồi cái nào không cần thì xóa đi. Bằng việc gọi cái class front-end service và cái file open-dialog, chúng ta đã implement được cái cert help cho cái local file path. Đã. Cũng khá là chuẩn. Ta thử chọn cái file này nhé. Hoạt động ok nhé, không có vấn đề gì hết. Thì mình có thể thêm cho nó cái filter để lúc nào nó cũng filter ra những file TXT, CSV chứ không có lấy những cái file không đúng kiểu file. Thì ở đây có cái message nó có sẵn, thì anh đã uncomment ra thì nó đang sử dụng những cái field tên là system, message ID, message type, message number, message variable 1, 2, 3, 4. Thì nguyên nhân có cái này là bởi vì cái method này, cái phương thức open dialog này nè, bên trong á có thể nó đã sub message sẵn rồi, thì ra ngoài này chúng ta chỉ cần lấy lại cái file system message là có thể lấy ra được nội dung của cái message để gửi ra ngoài. Chúng ta không cần phải tự tạo cái message của chúng ta, sẽ lấy cái message của chính cái method với cái class này luôn để sử dụng. Ngoài ra một cái mình cũng muốn hướng dẫn thêm, đó là nếu mọi người không muốn sử dụng cái kiểu read table như vậy mà muốn sử dụng cái kiểu gọn hơn thì có thể sử dụng như thế này. Đây dùng cái dấu ngoặc vuông, cú pháp của ngoặc vuông. Cú pháp này là cú pháp mới. Cú pháp mới này chỉ mới bắt đầu xuất hiện từ ABAP 740 trở lên. Nó gọi là table addressing. Tuy nhiên mọi người phải có một cái điểm chú ý khi sử dụng table addressing, mà nếu nó không tìm ra được cái dòng có index 1 thì nó sẽ quăng exception chứ nó không có quăng sys rc giống như cái read table nha. Nó không có sử dụng cái biến sys rc này để kiểm tra kết quả, mà nó sử dụng cái exception. Tên cái exception thì nãy có để table exception à, đó nó có một cái exception là I tab line not found. Nếu mà tìm không thấy thì nó sẽ bị cái này. Bởi vậy nếu mà mọi người sử dụng cái cú pháp này thì phải sử dụng try-catch chứ không thể sử dụng kiểu này được. Kiểu này chỉ có tác dụng với cái read table thôi nhé. Rồi. Vậy như vậy chúng ta đã sử dụng cái sự kiện tên là add selection screen on value request for bypass để làm một cái search help for cái cho cái field bypass này rồi. Thì để tìm hiểu thêm còn có những cái cách khác mà chúng ta sử dụng cái sự kiện này á, thì chúng ta sẽ qua một cái ví dụ nhỏ khác. Bởi vì ở trong chương trình này thì các field thì nó đã có cái sự khác của nó rồi, và không nếu tạo thêm một cái gì đó nó cũng không hợp lý lắm. Ok.
tạo một cái parameter đơn giản. Thì thay vì sử dụng data element, chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu nó rất là cơ bản, đó là kiểu character 4 ký tự, để tránh nó sử dụng, nó tạo ra, nó tự nhận một cái suggest tự động nào đó từ trong ABAP Dictionary ở đây 11 vào. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kiểu dữ liệu là đơn giản là character 4 ký tự, thậm chí có thể sử dụng là C len 4 luôn nha. Thì tất nhiên view này nó đơn giản bởi vậy nó không có suggest. Thì để thử nghiệm chúng ta sẽ sử dụng lại cái lệnh access screen on value request for, ta sử dụng cái tên view dán như vậy. Activate trả lời thử. Thì bây giờ đã hiện được cái dấu value head. Tuy nhiên khi chúng ta bấm không có sự kiện gì xảy ra bởi vì chúng ta chưa viết cái xử lý cho nó. Rồi để viết cái xử lý cho cái này chúng ta sẽ thực hiện select cell từ table T001 từ table. Chúng ta sẽ viết nhanh một cái đoạn code để lấy data, toàn bộ data từ bảng T001 vào. Đây là cái bảng chứa thông tin company code, và đây là cái view company code có 4 ký tự. Rồi, thì tất nhiên câu lệnh select thì mọi người có thể chỉnh sửa theo ý mình muốn, có thể where, có thể làm join bảng hay gì đó để tạo ra cái data mọi người muốn. Rồi, về cái cách để tạo ra một cái list dữ liệu mà mình có thể chọn data để nó hiện vào trong cái ob UKR này nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái function module tên là F4IFInin Table Value Request. Thì cái này mọi người có thể tìm search Google về một cái function module nào đó giúp mọi người tạo cái value head, thì tự động nó sẽ hướng mọi người tới cái function module này. Rồi ở đây có rất là nhiều cái param. Tuy nhiên chúng ta sẽ không có thời gian để tìm hiểu tất cả những cái tham số của cái function module này. Chúng ta sẽ dùng những cái đơn giản nhất là bao gồm thứ nhất là cái value table. Thứ hai là cái value of. Ở chỗ cái red field này chúng ta sẽ điền cái field trong cái bảng T001 mà nó có cái tên, nó sẽ có giá trị ứng với cái field BUKRS này, thì tên field đó trong đây cũng chính là BUKRS luôn nha. Chúng ta có thể bấm double click cho T001 để kiểm tra. Đây, cái field tên là BUKRS Company Code. Rồi những cái field kế tiếp là có mục tiêu giúp chúng ta nhận được, giúp thông báo cho cái function module này là cái ô nào trên selection screen chúng ta cần làm suggest. BUKR tên màn hình select, số màn hình selection screen là thường có mã số, ID là 1000. Tuy nhiên nếu mọi người không muốn điền số 1000 có thể sử dụng cái biến system dimensional number. Thì những cái con số này là gì á, thì ở các bài sau về tìm hiểu sâu hơn về màn hình, về cách lập trình màn hình á, thì chúng ta sẽ được biết. Hiện tại thì Classic Report là mọi người cứ sử dụng cái System Dendro với System. Cái này là tên chương trình nha. Thì mọi người có thể sử dụng CP đó. Rồi cái bài học này mọi người set là up. Ở chỗ cái Value Table này mọi người truyền cái GT T001 cái mà chúng ta đã select data ra. Mọi người có thể xử lý lỗi đây nếu muốn. Ta chạy được. Rồi. Nó đã tạo ra được một cái value head, một cái cửa sổ value head, và field ở đây là toàn bộ field trong bảng T001, và chúng ta không có giới hạn cái số field. Nó sẽ lấy toàn bộ tất cả các field trong bảng T001. Trong đó cái bảng nó mark cái dấu xanh này sẽ là cái bảng chúng ta sẽ lấy dữ liệu, ví dụ chúng ta chọn cái này. Đó, nó lấy được số 1510. Lấy được cái này là nhờ cái chỗ mà chúng ta set là cần phải lấy dữ liệu của field BUKRS. Còn ba cái field này mục tiêu là nó cho cái function module này biết cái chỗ nó cần phải set dữ liệu vô sau khi lấy từ BUKRS ra.
cần phải set cho cái field là BOKRS từ cái màn hình số bao nhiêu của cái chương trình nào, thì cái biến này sẽ chỉ chính tới cái màn hình selection screen. Thì thông qua cái này chúng ta biết được cách làm thủ công tạo ra một cái sạc hép, tuy nhiên chúng ta sẽ hầu như rất ít khi nào sử dụng cái này, và đa phần là sử dụng thông qua cái data element và cái sạc hép của SM11. Bất kỳ lúc nào nếu có cái yêu cầu về sạc hép, hãy nghĩ tới việc sử dụng cái sạc hép này, không nên sử dụng cái sạc hép bên đây, nó rất là thủ công, rất là nhiều khi cũng khó kiểm soát nữa. Luôn khuyến khích là tạo ở bên đây sạc hép, rồi sau đó chúng ta bỏ nó trong cái data element, rồi chỉ cần cái field là sử dụng data element đó là tự động có sạc hép.